Mercedes-Benz GLC mang đến nhiều sự thay đổi về đột phá lẫn thiết kế trang bị tiện nghi trên mẫu xe. SUV cỡ nhỏ thành một chiếc SUV hạng trung. GLC đã chinh phục thành công khách hàng với cái tên sáng giá nhất trong phân khúc. Với Mercedes-Benz GLC thì nó sẽ có các phiên bản như GLC 200, GLC 200 Formatic cũng như là GLC 300. Với phiên bản em ngày hôm nay sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn đó là hai phiên bản Mercedes-Benz GLC 200 và GLC 200 Formatic dưới dạng và phân phối là lắp ráp trong nước cùng với năm màu sắc ngoại thất để anh chị và các bạn có thể lựa chọn. Giá xe của Mercedes-Benz GLC 200 trong tháng 5 năm 2023. Để lăn bánh một chiếc Mercedes-Benz GLC 200 2023 có thể lăn bánh thì anh chị bạn cần chuẩn bị các khoản phí như là phí trước bạ, phí đăng kiểm, phí biển số, phí bảo trí đường bộ, phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Giờ đây thì em sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn một số khu vực như sau với giá xe Mercedes-Benz GLC 200 2023 với giá liêm yết là 1 tỷ 909 triệu. Giá lăn bánh tặng tính tại thành phố Hà Nội là 2 tỷ 160 triệu. Giá lăn bánh tạm tính tại thành phố Hồ Chí Minh là 2 tỷ 135 triệu. Giá lăn bánh tạm tính tại các tỉnh thành khác là 1 tỷ 105 triệu Với dòng xe Mercedes-Benz GLC 200 2023 Có được ngân hàng hỗ trợ cho anh chị và các bạn khoản vay lên tới 80% giá trị xe Với mức vay 80% thì dòng xe GLC 200 2023 giá lên biết là 1 tỷ 909 triệu Mức vay 80% tương đương số tiền là 1 tỷ 527 triệu mà cần thanh toán trước cho đại lý là 578 triệu để có thể nhận xe và tiếp tới đây thì em lại tiếp tục cập nhật cho anh chị và các bạn mẫu xe Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC 2023 với giá liên yết là 2 tỷ 189 triệu. Giá lăn bánh tạm tính tại thành phố Hà Nội là 2 tỷ 474 triệu. Giá lăn bánh tạm tính tại thành phố Hồ Chí Minh là 2 tỷ 444 triệu. Giá lăn bánh tạm tính tại các tỉnh thành khác là 2 tỷ 414 triệu với dòng xe này thì đơn vị có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn 80-85% với mức 80% sẽ như sau Mercedes-Benz GLC 200 4 2023 với giá bán nem biết là 2 tỷ 189 triệu mức vay 80% tương đương số tiền anh chị vay là 1 tỷ 751 triệu và cần thanh toán cho đại lý là 662 triệu để có thể nhận xe chương trình khuyến mại cho khách hàng trong tháng 5/2023 Hỗ trợ là 100% lệ phí trước bạ Tặng bảo hiểm giá trị à, Nên tới hơn 48 triệu Tặng gói phụ kiện giá trị cao Gián kính, phủ nano, thảm sàn Tặng phiếu thay dầu bảo dưỡng Toàn bộ xe Cũng như là voucher nghỉ dưỡng hồ tràm Để anh chị và các bạn nắm rõ Được đủ các thông tin cần thiết Về một mẫu xe Mercedes-Benz GLC 200 Hay GLC 200 formatic Thì hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình Em sẽ gửi thông tin cụ thể những thông tin mà anh chị và các bạn đang cần tìm hiểu. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ. Xin chào và hẹn gặp lại.